Hello hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhé. Ok thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con Arwin anh em. Đấy, hôm nay thì tiếp tục quay trở lại với anh em. Thì hôm nay mình sẽ vác 168k vào bắt trò quay thú cho anh em xem nhé. Hôm nay mình sẽ vào thử xem là hôm nay vốn là 168k lên là bao nhiêu. Thì mời anh em đón xem cùng mình nhé. Ok anh em ơi, phát đầu tiên thì có 168k thì vào tất tay luôn thôi anh em, tất tay luôn thử con bồ câu nó vừa ra chim én xong nó ra bồ câu trắng cái gì nữa anh em. Đấy, ba con chim thay đổi này, vừa ra con cong xong ra con én thì mỗi con ở giữa chim trắng nữa thì về chứ sao đâu anh em. Ôi rồi mẹ tưởng bại mẹ rồi anh em ạ, tưởng bại rồi nhưng mà không sao, 168k cũng không tiếc lắm anh em ạ. Ok, phát đầu tiên lên triệu 1, triệu 2 luôn anh em nhá. Đấy, chơi thế nó mới sướng anh em ạ. Không ăn thì thôi, ăn thì nó sướng anh em. Mình sẽ bắt chim tiếp anh em nhá. Mình sẽ bắt chim 3 lít với lại ba con chim này nữa. Đấy, mình nghĩ chắc chắn nó sẽ bể 3 4 tầm 4 5 tay chim anh em ạ. Đấy, anh em đang xem mình nhớ ủng hộ mình một like, một lượt đăng ký kênh với anh em nhá. Thank you anh em nhiều. Đấy, còn anh em xem thì đừng quên comment Momo bên dưới nhá. Ok, ăn chim én này. Anh em đừng quên comment Momo bên dưới phần bình luận để mình quay random nhận lọc Momo anh em nhá. Rồi. Đấy, lên 2 triệu, 2 triệu 2 rồi. Đấy, 160k làm hai tay lên 2 triệu 2 rồi anh em nhá. Đấy, cái này thì nói chung dễ thì cũng không dễ anh em ạ, mà khó thì cũng không phải là khó. Đấy, khó với những người mới chơi, những người chưa hiểu biết, những người chưa tìm hiểu về cái cầu cách đi, cách chơi như thế nào thôi. Còn đối với em chơi quen với lại giống như mình thì bắt mấy con này rất là đơn giản luôn anh em. Đấy, từ nãy mới ra ba cầu mình bảo là ít nhất sao cũng về 4 5 cầu, anh em thấy chưa, về đúng 5 tay chim rồi anh em ạ. 5 tay chim rồi. Anh em nào mà chưa trải nghiệm con Awin hay là Iwin thì link hai con này mình để trong mô tả với lại dưới bình luận nhá. Hai con này anh em tải một trong hai cũng được, sẽ được nhận code với lại Momo free anh em nhá, và đặc biệt nữa sẽ có khuyến mãi với lại được kéo free anh em về bờ anh em nhá. Làm phát con chim nữa xem nó về không anh em. Phát này mình chơi nhỏ thôi nha anh em, vì nó bịt 5 tay chim rồi thì mình sẽ không bao giờ mình bắt mạnh được con chim nữa anh em ạ. Đấy, tuy vẫn về nhưng mà mình không dám nữa anh em. 6 tay anh em ạ. Ra 6 tay chim ăn thông 5 6 4 5 tay chim rồi. Từ vào đến giờ ăn 5 4 5 tay rồi, từ 100 mấy chục ca mà mình chơi phát lên 4 triệu 6 luôn anh em thấy chưa? Đấy, lên 4 triệu 6 luôn. Bây giờ mình sẽ đổi, mình sẽ bẻ xem nó có như thế nào anh em ạ. Đấy, hy vọng nó bẻ phát thì đúng chuẩn cầu của mình tính luôn anh em ạ. Nhưng mà sợ nó không bẻ, vẫn nằm chim tiếp thì khổ thôi anh em ạ. Không sao anh em ơi, ăn luôn anh em, thấy đẳng cấp như thế nào anh em? Thấy đẳng cấp chưa? Bắt 4 5 tay chim ăn thong luôn. Bây giờ bẻ phát qua thú ăn ngay luôn anh em ạ. Anh em thấy đẳng cấp chưa? Rồi bây giờ thì ăn thong nãy giờ nhiều quá rồi thì mình sẽ ra vào lại phát anh em nhá. Bây giờ 5 triệu rưỡi rồi, 5 triệu rưỡi 62k. Sao cầu khác rồi nhỉ? Thôi không sao, mình sẽ bắt chim tiếp anh em nhá. Không sao cả, không sao cả. Bắt chim tiếp nhá. Làm một phát tất tay xem như thế nào. Đấy, không ăn được thôi, coi như là nãy giờ chơi không anh em ạ. Đấy, cái con cong này xong rồi nó ra hay ra chim lắm anh em ạ. Cứ ra một tay con cong nào anh em cứ bắt bồ câu trắng hoặc chim én cho mình, hai con này chắc chắn luôn anh em ạ. Đấy, tỷ lệ bệt thì nó chỉ 50-50 thôi, còn tỷ lệ về bồ câu trắng với lại chim én thì nó ra tầm khoảng 90% anh em. Cứ ra cong là chắc chắn nó sẽ ra bồ câu trắng hoặc là chim én cho mà xem anh em ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử theo con chim phát nữa nha. Bây giờ lên 19 củ rồi anh em ạ, lên 19 củ rồi. Ui địt mẹ toang rồi, nãy giờ mới mất một tay anh em ạ. Nãy giờ mới mất một tay đây anh em. Nãy cầu bên kia ăn thông suốt luôn, mình phải ra sợ quá, mình phải ra cầu. Cuối cùng ra phát mất cầu kia luôn đi, mấy cay cú thật sự luôn. Ok, còn 19 củ 7 nữa anh em này. Mình sẽ ráng lên tầm vài củ nữa mình nghĩ nhá. Đấy, biết đâu lại ăn tiếp anh em ạ. Đấy, biết đâu lại ăn phát nữa thì ngon ngay luôn anh em này. Rồi bây giờ mình sẽ làm một tay chim nữa xem sao anh em nhá. Mình sẽ bắt 3 củ rưỡi nha. Đấy, vẫn để 16 củ lại anh em ạ. Đấy, vốn có 168k. Ui, địt cái mẻ lại toàn tiếp hai tay. Đau đớn nhỉ. Mẹ, nãy giờ thì ăn nhỏ 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 mất hai tay phát gần chục củ luôn anh em kìa. Kinh thật sự luôn, mất hai tay gần chục củ kìa. Đau đầu nhờ.
Bắt hai tay chim ra hai tay thú. Bây giờ mình sẽ cố gắng theo một tay nữa này. Mình theo một tay ăn tay đấy là mình nghỉ anh em nhá. Đấy biết đâu ăn thì chơi tiếp cũng nên anh em. Còn 8 cụ thôi anh em ơi. Tay nào mà xịt nữa thì thôi toang luôn anh em ạ. À. Đây rồi. Đây rồi, cong 2 triệu rưỡi anh em. 2 triệu rưỡi cong x8 anh em ơi. 2 triệu rưỡi cong x8 lên bao nhiêu? 31 cụ anh em ơi. 31 cụ không nói nhiều nữa anh em. Bây giờ mình bắt một tay nhỏ nhỏ nữa là mình nghỉ nhá. Bây giờ mình chỉ bắt một tay thú. Mình sẽ qua thú mình bắt một tay nhỏ nhỏ nữa thôi là mình nghỉ. Bây giờ 31 triệu rồi. Bây giờ mình bắt mấy cái số lẻ này đi. Mình chỉ bắt 5 lít thôi anh em. Bắt 5 lít. Bắt 5 lít xem như thế nào anh em nhá. Đấy ăn mình cũng nghỉ. Mất mình cũng nghỉ. Không chơi nữa là không chơi nữa. Đồ lại phải ăn anh em ạ. À. Nhưng mà được có 1 lít. Lấy 6 là cũng được 8 lít rồi anh em ạ. À. 8 lít trừ 2 lít vẫn còn 6 lít. Ok lên bên 31 củ 700 anh em. 31 củ 700 thì bây giờ chắc mình dừng clip tại đây luôn anh em nhá. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình xem hết video ủng hộ mình. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai những video tiếp theo nhá.